Vậy là chị sống ghe này cũng mười mấy năm, đi chung với ảnh mười mấy năm luôn hả chị? Dạ, 9-10 năm rồi. À, thấy trên ghe thấy nó cũng buồn không chị? Cũng buồn, nhiều lúc cũng nhớ nhà, nhớ quê. Phải không ạ, việc làm của mình cũng đáng buồn, nhớ nhà, nhớ quê. Có vốn thì lên bờ kiếm sợ khác mà. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì em cũng có dịp em đến xã Châu Hưng của huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre mình ha. Hôm nay thì em cũng đi đến đây xem người ta đi bắt cá tra đó anh chị. Hồi nào giờ thì mình chỉ có là biết về cá tra thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết là cái cách người ta nuôi và người ta bắt như thế nào. Em nghe nói thì thật sự là cũng rất là vui đó. Thì hôm nay thì em sẽ đến đây và em cũng sẽ ghi hình và chia sẻ cho anh chị thấy cái cảnh mà người ta dạng như người ta thu hoạch cá tra ở trong những các hồ rất là lớn, cái số lượng cá thì rất là khủng anh chị. Hôm nay thì em cũng đang ở trên một cái ghe của anh Lặc. Anh thì cũng sống tha phương ở từ An Giang qua Bến Tre nè, mình sống ở trên sông nước vậy đó. Mình cũng đi vận chuyển cá từ Bến Tre mình qua những cái công ty khác đó, cũng như là mình đi chở thuê thôi. Hiện tại thì bây giờ anh ở trên một cái ghe rất là lớn. Thì em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng tham quan cái ghe của anh nha. Anh chị thấy ở đây thì có một cái ghe bầu rất là lớn để người ta chuyên để vận chuyển cá rồi đó. Còn mình ở đây thì mình phải có một cái tấm ván như nè, đặng mình đi lên cái ghe. Anh đang làm gì đây? À, anh đang làm gì anh Lặc? Đang chữa bố đập ghe là anh chữa bố. Dạ. Anh làm một cái giống như một cái xích đu vậy đó. Đây thì cái nghề sông nước là tối ngày ở trên sông vậy không anh chị? Tối ngày ở trên ghe, không có lên bờ. Thường cái ghe về chúng mà người ta sinh sống ở trên đây giống như là một cái nhà luôn đó anh chị. Ghe này rất là lớn, mình đi cũng phải từ từ, mình đi không quen á, đi chậm chậm tí xíu. Trên đây cũng có nuôi chó luôn nè. Nè con à. Chó cũng sống trên ghe luôn đó anh chị, thấy thương. Quen mà con. Cái ghe hiện tại thì mình cũng có đầy đủ thiết bị như là điện và các đồ dùng như là tivi rồi đó anh chị, đầy đủ ha. Còn dưới đây là cái hầm để mình vận chuyển cá đây nè anh chị ha. Ở dưới đây cái hầm này rất là lớn. Em leo xuống đây được hả anh Lặc hả? Dạ dạ. Em cũng leo xuống tham quan thử nha. Ồ, cái hầm này quá trời rộng luôn. Cái này nó để nước ra nước vô hả con hả? Dạ. Cái này nước ra nước vô được á hả? Để thay nước cá. Ở đây cái hầm thì rất là rộng anh chị. Cái này là nước nó ra vô được luôn. Dạ.
À, con năm nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ 17 tuổi. Con là tên gì? Nguy. Nguy hả? Huy hả? À, Huy đó, Hoàng Huy đó. À, à Hoàng Huy hả? 11 là tương lai thành chủ ghe luôn con ha. Con đi ghe nay bao nhiêu năm rồi? Con theo cha bao nhiêu năm? 6 năm. 6 năm hả? Trời ơi. Rồi đi trên ghe về thấy thế nào con? Thấy buồn, cảm thấy buồn dữ không? Lúc đầu mới vừa xuống ghe thì sao? Mới đầu buồn không? Không buồn luôn hả? Chứ chú thấy mà thấy lên đên ở sông nước về hoài thấy buồn thấy mòn mà con. À, con trai của anh Lạc là 17 tuổi rồi nè anh chị. Giờ như là mình cũng đi theo cha để mà mình cũng đi theo cái nghề sông nước, theo cái nghề cá gì đó, nghề ghe, đi làm ghe rồi đó. Ở dưới đây rộng quá trời luôn. À, cái ghe này là như là mình có cái đường nước đi vô nè anh chị. Vậy rồi mình nếu mà nước nó mình cần thay thì sao con? Dạ mình dỡ lên. Quay máy là mình rút nước ra đúng không? À. À ở đây thì có cái máy bơm này. Để mình rút nước ra, rút nước vô đó anh chị. Ở trên đây là cái gầm là như là ở trên đây là mình ở trên đây ha. Đó. Anh chị thấy nó rất là rộng. Để mình kéo cái dây lên anh hả? À, kéo cái bố là nó hỏng lên đó. Nên, dạ. Dũng. À đây là anh Lạc ha anh chị. Anh là gốc mình là ở An Giang hả anh Lạc? An Giang anh Dũng. Dạ. Anh tính ra là anh đi ghe nay là bao nhiêu năm rồi anh? Từ lúc làm thuê tới giờ có chủ ghe là mười mấy năm rồi. À. Vậy là lúc trước mình nói mình làm công việc gì anh? Đặt vớn đặt đồ lum chứ người sau này mới xuống đi ghe làm ghe mới đóng ghe làm ghe. Dạ. Vậy là lúc trước là mình cũng như là ở bên nhà thì mình làm cũng công việc phổ thông bình thường thôi. Bình thường thôi. Đặt vớn đặt lợp đồ đó. Nhưng mà anh thấy cái nghề mình đi trên sông thì thấy nó buồn quá anh ha. Biết là nó quen dữ quá. Dạ, chứ em thấy gì đâu mà thấy tối ngày ra cái nhìn thấy cảnh toàn là sông nước xung quanh không à, không có thấy như là nhà lầu rồi nhà tường xe rồi nó chạy thì ở phố thì nó vui hơn anh ha. Dạ. Dạ. Vậy còn mình thì mình làm nghề sông nước mà. Dạ. Mà đi cái cũng quen anh ha. Cũng quen. Ở trên đây thì em thấy cái ghe của mình đây là đầy đủ tiện nghi, đông thiếu gì anh ha? Đầy đủ hết. Dạ. Bắt nhạc có nhạc luôn. Dạ. Ca được luôn. Dạ, là cũng như là karaoke đồ có đầy đủ hết. Dạ. Là không có thiếu thốn gì hết. Dạ. Vậy là điện nước đồ đây là mình nước thì mình xài nước sông bơm lên anh hả? Dạ, nước sông bơm lên, nước uống thì mình mua nước. Mình đổi nước thùng. Đổi nước thùng. Dạ. Ở đây là điện đài đồ là mình có đầy đủ. Có đầy đủ hết trơn anh. Dạ. Một chuyến anh đi từ An Giang qua tới Bến Tre này là đi mấy ngày anh? Thì cũng một đêm hai ngày mới tới. Một đêm hai ngày. À, vậy là đi tính ra cũng xa dữ anh ha. Xa lắm. Dạ. Gần 30 tiếng đồng hồ. Vậy là cuộc sống mình là tối ngày mình ở trên ghe không hả anh? Ở trên ghe rồi này nọ lên cá rồi cũng ở dưới ghe hoặc gì đó, có chiều đi uống cà phê đi. Dạ. Còn uống rồi thôi, coffee là ngủ. Dạ, cũng như là giống như là mình sinh hoạt giống như là một cái nhà mình luôn. Dạ. Dạ. Em đi tham quan tí nha anh. Dạ. 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 À, chị thấy cũng đầy đủ tiện nghi ha. Cũng có loa, tivi, karaoke đâu được nè. À, trên ghe nuôi mấy con chó nè. Đây con nữa nè, nhìn thấy thương nè. À, sao, nhà sao. Dạ anh chào chị. À, ở đây là máy ở sao đây hả con hả?
Đây là cái hầm mái ha. Ở ra đây thì mình nhìn ra đây thấy toàn là sông nước không anh chị. Cái nghề mình đi sông nước thì nó mới đầu thì mình thấy nó rất là vui, nhưng mà từ từ thì mình đi hoài nó thấy nó buồn lắm anh chị. Tại vì nhìn xung quanh toàn là cảnh sông nước thôi chứ không có gì khác nữa trơn. Đỡ cái là cái ghe này nó lớn á, rồi cái mình cũng đầy đủ tiện nghi, không có thiếu gì hết. Cũng có bồn nước. Còn ở trên đây là cái nơi tài công ở đây. Vậy là chị sống ghe này cũng mười mấy năm, đi chung với ảnh mười mấy năm luôn hả chị? À, thấy trên ghe thấy nó cũng buồn không chị? Cũng buồn, nhiều lúc cũng nhớ nhà, nhớ quê. Dạ, mà giống như là cái công việc của mình thì mình phải làm hả chị ha? Phải đi, phải mặc. Dạ, ở trên đây là bây giờ là mình nấu nướng, ăn uống rồi là mình lên chợ mình mua. Dạ. Đi chợ 2-3 ngày hết, đi đầu thì lên chợ mua. À, cũng như là mình có cái thùng giống như mình chứa giống như đồ cái tủ lạnh vậy hả chị? Có thùng đó lạnh. Dạ. Dạ. Như chị là bây giờ là có gia đình mình có mấy đứa con chị? Hai. À, vậy là thằng nhỏ theo đây. Dạ. Rồi còn đứa lớn là gái hay trai chị? Gái, ở nhà với nội. Dạ, ở nhà nội. Rồi là giờ sống trên bờ cũng chắc xuống ghe chị không nổi hay sao hả chị ha? Lâu lâu nhớ thì xuống thăm mẹ thăm cha chơi vài bữa rồi về, chứ không có ở lâu, nó không có chịu ở dưới ghe giống thằng trai. Dạ. Buồn nó không chịu đi. Lâu lâu nhớ nó kêu xuống chơi vài bữa hay gì à. Dạ. Nhưng mà giống như là cái mấy đứa đó dường như nó ở trên bờ, dạ, cũng quen hả chị ha. Rồi cũng ghe tù túng nó chịu nổi. Ừ. Chứ em thấy này ví dụ như giờ như em á, bản thân em nha, nếu mà em đi 1-2 ngày thì chắc đi được, chứ mà còn mà đi mà ở chắc lâu chắc ở không nổi quá. Quen rồi, không có quen, chị đi không nổi đâu. Dạ. Làm việc làm của mình cũng đáng buồn, nhớ nhà nhớ quê cũng đáng. 11 rồi, tương lai ví dụ như có vốn của mình có lên bờ không chị, hay là ở dưới ghe nữa? Có vốn thì lên bờ kiếm sợ khác mà. Nhưng mà ảnh là chắc anh ở ghe quanh ít, anh giống như là mình cũng thích ở dưới ghe, nó cũng quen rồi đó chị. Cũng lớn tuổi rồi đấy, nhưng mà thu xếp gọn gọn nữa, nó cho thằng con có vợ có con để với vợ chồng đi. Dạ. Lớn tuổi thì già kiếm sở khác mà nhẹ nhàng. Dạ. À, ở đây mình cũng xài bếp từ đấy hả chị ha? À, còn nước này mình đổi ha. Ở trên đây thì không có thiếu gì hết trơn anh chị. Thấy cái ăn uống nào cũng đầy đủ. Ở đây thì cũng có nhà vệ sinh đây nữa nè ha, có nhà vệ sinh, có giường ngủ rồi, giống như là một cái căn nhà của mình luôn đó, giống như là một cái căn nhà sàn đó, căn nhà sàn đúng vậy. À, trên đây cũng có xe gắn máy đây nè ha, có xe gắn máy đầy đủ, cũng tủ đồ, đây cũng ga đang nấu cơm nữa nè. À, cơm khét không con? Khét không? Cũng đầy đủ tiện nghi. Nồi niêu son chảo. Không thiếu gì hết anh chị. À, đây là những cái thùng đá anh chị, giống như một cái tủ lạnh vậy đó. Cũng không thiếu gì. Đồ ăn đâu có thể mình sẽ giữ lạnh trong đây. Rồi khi mình sử dụng hết thì mình sẽ ra chợ mình mua thêm ha. Ở trên ghe gì mà anh chị thấy đèn đồ ánh sáng đồ có đầy đủ hết, có đầy đủ thiết bị, mình có thể là mình sử dụng bình hoặc sử dụng thêm máy đèn nào đó. À, cũng có đèn chiếu sáng đầy đủ. À, cái đó là để tôi điếng điện lên cho nó cháy hết. Dạ. À, cái này là giống như bình ha anh, bình mình phát điện ra hả? Bây giờ tôi phát điện sống rồi đó. Dạ. À, anh chị thấy không? Đầy đủ ánh sáng ha. Đâu có thiếu gì đâu.
cái này nếu mà mình làm giống như một cái trang trí giống như là một cái khách sạn luôn cũng được anh ha. Ok chứ có gì đâu. À, đầy đủ loa, tivi, âm thanh, đầy đủ không thiếu gì hết. À, mình cũng có nơi mình cũng thờ cúng rồi nè. Ai bắt con tương ở đây? Cái bếp điện chưa hút trôi. Cũng như điện nó quá nó đánh không nổi anh ha. Dạ. Nhưng mà trên đây thí dụ buồn buồn mình giải trí cũng được anh ha. Đường trong mạnh lắm còn. Dạ. Như biến điện. Dạ. Hiện tại bây giờ em đang ở trên cái tầng ở trên của cái chiếc ghe ha. Đây là cái nơi mà để anh mình sẽ điều khiển cái ghe này. Chị thấy lên trên cao thì rất là mát mẻ. Thật sự thì mình thấy cái cuộc sống ở trên sông vậy anh chị. Nó mình sống thật sự thì nó cũng quen thôi chứ mà thấy nó cũng buồn lắm anh chị. Tối ngày lên đên ở cảnh sông nước thôi. Chứ cũng mình cũng công việc mà mình ít khi nào được lên bờ lắm. Khi nào mà mình ghé ở một ngay cái bến gì đó thì mình mới được lên bờ để có thể là mình đi chợ hoặc là mình đi uống cà phê đổ trên á. Còn thôi là hoàn toàn là mình sinh hoạt dưới ghe này không hết ha. Đây thì không thiếu gì hết. Đây là cái nơi của anh lái đây. Trên ghe thì mình cũng ăn uống sinh hoạt bình thường anh chị. Ở đây mình cũng xài nồi cơm điện bình thường hả chị? Điện, nấu dạ. Điện, nấu cơm điện, nấu cơm điện, nấu ga. Nấu chua, thuốc bự bự chút. Cái cuộc sống ở trên ghe mình về thấy nó do giống như là mình đi quen hay sao anh? Chứ mà còn em thấy ở trên ghe em thấy nó cũng buồn dữ anh ha. Quen, tại vì mình lên đi tới đâu bắt cá thì có cuộc sống ở chỗ mới nó khác nữa. Nhưng mà đa phần á là anh vận chuyển cá từ Bến Tre qua An Giang thôi anh hả? Có mình có đi những tỉnh khác nữa không anh? Có. Cũng thiếu trai thì cũng như công ty người ta đều mình đi bắt cá ở đâu là mình đi đó. Dạ. Nhưng mà ở trên ghe gì mình sống bây giờ anh có cảm thấy mà nó có bất tiện gì với mình không anh? Hay là nó cũng quen hẳn luôn rồi? Quen hẳn luôn rồi chứ không có bất tiện gì chứ. Như mình lại hầm đây mình quen với chủ hầm hay công đoàn. Cái người ta mình quen với người ta, mình nhậu với người ta nhậu với mình. Giống như là mình cuộc sống nó tha phương anh ha, đi đâu cũng có bạn bè ha. Đi đâu cũng có bạn bè chứ. Dạ. Thành thử mình đi đến đâu thì mình đậu đó à. Dạ. Nhưng mà ở trên ghe thì em thấy giờ đâu có thiếu gì anh ha. Tivi, nhạc, rồi ví dụ như
cũng có nước đá uống, giống như là mình mấy cái thùng chứa tủ lạnh đồ, nó cũng đâu có thiếu thốn gì đâu, đầy đủ tiện nghi như ở trên nhà mình vậy đó. Dạ. Con cái là mình đi làm mà ngày xong nước thôi. Dạ. Như người ta có điều kiện người ta ở nhà, còn mình điều kiện mình yếu quá, mình đi xong nước mình kiếm sống. Dạ. Là anh là quanh năm ở trên sông không luôn? Quanh năm ở dưới trên sông nước vậy đó. Dạ. Lâu lâu vài tháng có đám tiệc rồi mới về quê bữa hai bữa vậy đó. Dạ. Thì lên. Dạ. Vậy là mình là chuyên chở cá không ha? Mình có làm thêm gì nữa không anh? Cá không anh Vũ ơi? Dạ. Vậy là mình chỉ có là mình vận chuyển cá cho công ty. Vận chuyển cá cho công ty à? Dạ. Rồi thí dụ như cái ghe này thì mình đâu có chở thuê thêm gì được nữa anh hả? Thí dụ như là mình chở nông sản từ An Giang mình chở qua bên đây, nếu mình đi lúc mình đi ghe trống? Không được. Chỉ có làm vậy thôi, chứ bên ghe độc thì chuyên gia ghe độc. Dạ. Chứ không có làm gì thêm nữa chứ. Nhưng mà cuộc sống mình thì thấy nó cũng ổn không anh? Cũng tạm sống cũng êm lắm, mà ngặt có cái mấy năm nay bệnh dịch đồ thấy. Dạ. Làm ăn thấy cũng khó anh Vũ ơi. Dạ. Anh chị thấy thì cái nghề nào nó cũng có một cái cực của nghề nấy á. Ví dụ như giờ như anh Lạc ở đây thì anh sống ở trên ghe thì thật sự là em lên em ở chừng 1-2 ngày thì được anh chị, chứ ngồi mà ở chắc từng lễ quanh năm chút tháng chắc nhiều khi mình cảm thấy nó cũng buồn. Tại vì mình sống ở thành thị mình cũng quen rồi, nhiều khi bước ra cái nó cũng có bạn bè cà phê đồ nó cũng vui vẻ, chứ còn thấy trên ghe thì giờ lủi thủi thủi có mấy người. Vậy là mình đi suốt nguyên đoạn đường hay là phải có nghỉ không anh? Thí dụ như từ đây mình về An Giang á, anh có nghỉ không? Có thời gian cái nước mình chạy nước lớn cái gồng quá, đậu nghỉ ngơi vậy dừng 2 tiếng ngồi rồi đó. Dạ, chờ nước đi lớn nữa. Ngủ ngơi cho nó khỏe. Dạ. Dắt vậy đó mình mới đi nữa. Rồi mà anh mấy đứa nhỏ vậy nè, nó đi như vậy rồi là nó như nó mình không có cho nó đi học đâu anh. Mấy đứa nhỏ nó cũng có học biết chữ hết trơn rồi đó, mà bây giờ trên chảnh mình đi rồi nó ở nhà cũng không có ai coi nó thiết nữa. Dạ, cũng như là mình phải chăm sóc, phải quản lý tụi nó chứ, để mình khi trẻ bỏ nó cũng không được anh ha. Dạ. Trên ghe thì cũng đầy đủ đồ ăn, có canh chua cá. Rồi đây mở bút lên ngồi xong quầy. Đầm muối ớt. Con nay nhiêu tuổi rồi con? 14 tuổi hả? Đi theo ghe được 2 năm chưa? 6 tháng hả? Đi thấy ghe thấy vui không con? Vui ạ. Đi chơi không ha, đi chơi tỉnh này tỉnh kia ha. Hồi đó con học tới lớp mấy con nghỉ? Hồi lớp 6 biết chữ được rồi ha. Ở bên đó ba mẹ làm gì con? À. Còn đây là anh Lạc là chắc cậu hả? Cậu chú gì hả? Bà con không? Dạ. À. Mấy đứa nhỏ nó đi ghe đi chung thấy thương lắm chứ. Nhỏ xíu đứa nào đấy, nhỏ nhỏ mười mấy tuổi bắt đầu là đi theo theo ghe rồi. Ăn uống cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống trên ghe luôn. Em mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Hôm nay là trải nghiệm ăn cơm ở trên ghe anh chị. Ăn cơm trên ghe. Ở đây là như là mấy cái đồ ăn là mình hoàn toàn mua không hả anh Lạc hả? Mua trên bờ với nhiều khi rau muống đồ mình lại hầm có hầm để ăn. Chứ nhiều khi đi trên ghe là anh cái mình dựng ở đâu cái mình thả lưới anh, thả lưới có không anh? Dạ. Dạ. Vậy là thức ăn là toàn toàn mình mua không? Mua không. Cơm con.
Vậy là như là ở đây là mình chỉ có vận chuyển từ ở cái hầm này rồi mình chở tới công ty thôi anh hả? Nó hết hết cái hầm này nó mới được đi chỗ khác. Để bè luôn á. Đi về nhớ nhà không con? Không nhớ nhà luôn hả? Đi rất quen rồi phải không? Thấy giờ mình sống cuộc sống ở đâu thì nó quen đó anh ha. Công việc nó chứ công việc nó đẩy đưa mình mà. Làm miếng bự bự đi. Dạ. Dạ. Mừng rỡ lắm. Ghé vô bến đậu mừng rỡ. Cũng đừng muốn xài thoải mái. Chị thấy cuộc sống ở trên ghe, ăn uống, mình nghỉ ngơi trên ghe hết trơn. Đồ ăn thì mình sẽ mua ở trên bờ ha. Xuống dưới ghe thì ghe thì cũng đầy đủ tiện nghi nên là có giải trí rồi cũng được anh chị. Thì chủ yếu thì em cũng ghi hình clip này để chia sẻ cho anh chị thấy cuộc sống của những người dân mà người ta làm ăn đi tha phương trên ghe vậy đó. Để mình thấy cuộc sống người ta nó cũng tương đối là vất vả. Vì cuộc sống mình vậy, mình đi làm thì cuộc sống nào nó cũng có khó khăn riêng hết trơn á. Nhưng mà nó cũng có một cái niềm vui là mình đi trên sông nước. Mấy đứa nhỏ thì thấy thương, mười mấy tuổi bắt đầu là phải đi theo cha mẹ rồi. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.